tiệm ở trên Bố Sa nó gọi là Thanh Thanh Vĩ hay gì đó, nó làm mà 7 đồng một 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 cái. Dì Tư có đi ăn rồi mà trong đó nó cái khác của con mẹ một cái là nó làm lớn rồi, nó có cái đậu xanh ở bên trong đó. Ăn thì chết. They start to build nests again. So I have to shake them phong ơi phong, cái này này cháu cứ lấy một trái nào nó không khô đó rồi rồi cắt làm hai rồi cái hộp nó rơi xuống dưới đất đó. Bật đây khủng quá. Chắc hàng đời đời thấy không được. Này xuyên lên nhà thơ. You don't want to go inside. Thì theo thằng phong nó mang tới rồi đến ở luôn cho tới thứ sáu cho tới để xem chương trình như thế nào. Dạ, thì bây giờ tùy tư muốn thì thứ tư thì kêu ông Phong mang drop nữa. Dạ. Bây giờ gì sao á, ở đi vô lấy hết đồ. Nó biết mình đi chơi. Ờ. Tiền thì mới sợ chứ mà đồ ăn thua gì sao? Con nghĩ ngày còn cái hành ăn. Anh thì con chờ trở lại để con đón mình sao vậy? À, thì từ thứ bảy sáng thứ bảy đến đón thì mày từ thứ bảy mày không có đi làm thì hay là tối thứ sáu? Dạ cũng được, không sao hết con. À, thì một tuần rồi sau đó để cho chị Tư xem chương trình như thế nào, thế rồi sẽ ở lần sau thì sẽ ở thứ hai cho tới thứ sáu. Như vậy là thứ tư con sáng thứ tư con sẽ rót thứ sáu ở đây à. Rồi tối thứ sáu con đón về. Ok. Dạ rồi. À, rồi sau đó mình sẽ dạ, sau đó tiếp tục nữa. Dạ. À, thế rồi dì Tư sẽ mang tuần tới nữa. Tư đi xe xe của chị bây giờ nó cũng có vấn đề. Cái này thì chị mang để chấp nhận ăn thì sửa xe cho xong đó. Dạ. Thế rồi dì Tư sẽ mang xuống rồi thì cũng xa đi ăn đi đâu. Dạ. Dì Tư dạ. Là nó ăn vậy hết cả. Thôi con con cũng bị ăn vậy á. Nó còn dơ nữa. Nó rơi cái đồ xuống. Dơ sấy. Dạ. Để ấy